Hội Cựu chiến binh phường Sơn Phong vừa đăng cai tổ chức thành công giải cờ tướng cựu chiến binh các xã phường năm 2024. Tham gia giải có 12 kỳ thủ ở 3 nhóm tuổi, đến từ các địa phương Sơn Phong, Cẩm Châu, Cẩm Nam và Cẩm Thanh. Tại giải đấu, các kỳ thủ ở từng nhóm tuổi tham gia theo luật thi đấu của Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành năm 2024. Sau các vòng thi đấu, ban tổ chức đã trao các giải cá nhân ở các vị trí thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Riêng giải nhất, toàn đoàn thuộc về Hội Cựu chiến binh phường Sơn Phong. Giải nhì, toàn đoàn được trao cho Hội Cựu chiến binh phường Cẩm Nam và giải ba toàn đoàn thuộc về Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Thanh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng đại hội tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2024 thành công tốt đẹp, hướng đến đại hội tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu cấp toàn quốc sắp tới và kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Qua đây tạo sân chơi cho các cựu chiến binh các xã phường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị Hội Cựu chiến binh các xã phường.